chào mừng các bạn quay trở lại bên chuyên mục Tết Game. Tôi chơi bạn xem. Và hôm nay mình sẽ lại test một con game mới các bạn ạ. Có tên là Hero Crash Run 3D. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem những hình ảnh liên quan đến game các bạn nha. Ok, đây là hình ảnh đầu tiên này các bạn ơi. Wow, nhìn này, rất là nhiều siêu anh hùng. Còn bên kia có cả robot luôn các bạn ơi. Và nhìn hình đen đen kia giống người loa quá. Rồi sang bên này, wow, người nhện này các bạn ơi. Wow, rất là nhiều siêu anh hùng này. Bên này nữa, wow, bên kia có chiến binh cầm kiếm kìa. Wow, đi đâu đây ta? Wow, con rồng phun lửa. Wow, wow, ghê quá các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ vào và trải nghiệm game xem có gì hay và hấp dẫn không các bạn nha. Và đừng quên cho mình xin một like, đăng ký kênh và chia sẻ video giúp mình nha. Rồi, cùng mình đi vào test game thôi. Rồi các bạn ơi, mình đã vào trong game đây rồi. Bây giờ mình sẽ phải điều khiển nhân vật này đi thu thập những anh em nữa, để mà có thể nhiều anh em rồi chiến đấu với những con quái vật khác các bạn nha. Đây, rồi đi thu thập này. Đấy, thì thuộc được một anh em này. Rồi, hai anh em luôn, được một cái chìa khóa. Đấy, đây chưa các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ kết hợp hai cái này vào, thấy chưa? Được một siêu anh hùng mới, thấy chưa? Đấy các bạn ơi, cái trò này là mình sẽ đi thu thập những anh em và đến cuối cùng mình sẽ hợp thành lại và chiến đấu với đội quân khác các bạn ơi. Rồi, let's go. Wow, wow, yeah, wow. Wow, 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 cố lên anh em ơi. Wow, yeah. Bắn đi, rồi. Victory. Tiếp tục các bạn ơi, đi nào. Rồi, đã thu thập được một anh em rồi. Wow, được một cái chìa khóa nữa các bạn ơi. Wow, lên lên lên. Rồi rồi. Wow wow wow, nhìn nè, nhìn nè, nhìn nè. Lần này bên kia kìa. Có. Nhìn là người loa các bạn ơi. Gen CC đấy, ở đằng trước đấy. Bây giờ mình lại kết hợp hai anh em màu tím này. Đấy, vào. Hai anh em màu tím này nữa. Đây đây đây. Đấy, wow. Được một người level 3 các bạn ơi. Ngon ngon. Nhìn này các bạn ơi, mình đã được một người cây đứng ở trên tàu này. Đấy, rồi rồi. Let's go, rồi cố lên. Wow, yeah, cố lên anh em ơi. Ha, không các bạn ơi, lần này mình bị thua rồi đấy, bên kia khỏe quá. Lần sau mình nhất định sẽ cố gắng hơn các bạn nha. Rồi, lại nào các bạn ơi, đi nào. Rồi, đi vào đây, đúng rồi. Rồi, ok, rồi, né sang bên này. Được rồi. Kết hợp tiếp nào. Mua, à các bạn ơi, mình có tiền mình có thể mua được thêm. Rồi, ok. Mua được thêm này, để mà có thể giành chiến thắng các bạn ạ. À, rồi. Ok. Lên được hai người cây. Wow, được người cây level 3 rồi các bạn ơi. Ok, mua cung xem nào. Đấy. Rồi. Những người tím là những người cầm cung các bạn ạ, bắn xa đứng ở dưới. Rồi, đây. Wow! Được mong mi long neck các bạn ơi. Wow. Yeah. Đấy, rồi. Ok, rồi. Rồi các bạn ơi, kết hợp tiếp nào. Đây. Yeah. Kết hợp hai người kia này vào xem. Wow. Được hùng ghi húc ghi. Ok. Net go. Wow. Các bạn ơi thấy không? Tay dài. Yeah. Victory. Yeah. Ok, tiếp tục nào các bạn ơi. Xem là lần này mình sẽ kết hợp được nhân vật nào đây. Wow, như này rất là nhỏ nhẹm luôn. Rồi. Wow. Ui. Thôi. Được đúng một anh em các bạn ạ. Nhưng mà không sao, đội hình của mình mạnh khỏe mà. Đấy, yeah. Wow, cố lên anh em ơi. Cố lên nào. Yeah. Lại victory nữa. Ok, tiếp tục đi. Wow, chỗ này nhiều anh em quá. Bên này nữa. Wow, lần này lại có người trắng ở đường trước này các bạn ơi. Thấy chưa? Đây. Ui, lê. Rồi, đến nơi nào. Anh em ơi, kết hợp vào. Đây. Để cái người ấy này, đây trên này, đúng rồi. Neko. Wow. Cố lên anh em ơi. Yeah. Bên kia. Yeah. Victory. Rồi, wow, lần này này, đổi các bạn ạ. Một bên là cộng 10 và một bên là cộng 5. Đổi, rồi. Rồi, cộng 10 luôn. Wow, nhiều anh em không? Wow, trừ 13 đi, trừ 13. Chia 2 các bạn ơi. Ôi, này ít dần rồi. Đầu tiên là bao nhiêu, bây giờ về đến đích chỉ được có vài anh em thôi các bạn ạ. Mình sẽ kết hợp vào. Wow, nhìn kìa. Có một chú dòng bay qua kìa. Xanh nét luôn các bạn ơi. Wow, đấy. Đây, bây giờ mình sẽ thử ấn vào xem nhá. Con dòng này đã cung cấp tiền cho mình. Nhưng mà mình phải xem quảng cáo thì mới được tiền. Vì thế mình sẽ không lấy các bạn ơi. Rồi, mình sẽ mua thêm anh em. Đấy, đã lên trên. Rồi,
mua thêm người cầm cung. Rồi, Netco. Wow, lần này bên kia kìa, búp bê 6 Squid Game kìa, và sát thủ 6 Squid Game nữa kìa các bạn ơi. Wow, thôi, lần này mình không thể nào chống được các bạn ạ, à, bị thua rồi. Lại nha, nào các bạn ơi. Rồi, bên này, đúng rồi. Rồi, ok. Ui, về đây thì lại trừ 3 nữa các bạn ơi. Đây sao bên này nữa, đấy, được đúng 2 anh em các bạn ạ. À. Rồi, quá là ít luôn, mình sẽ kết hợp vào, đây rồi, nên kết hợp hai con mọng mì lọng nét để xem các bạn ơi. Wow, được một nhân vật gì này vào 5 các bạn ơi. Được ấy. Rồi, nào các bạn ơi. Let go nha, xem nào có thể giành chiến thắng không. Wow, cầm cung bắn nổ, boom các bạn ơi. Wow, con sao Squid Game này khỏe, búp bê sao Squid Game này khỏe quá các bạn ơi. Thôi, không chống được các bạn ạ, mình lại bị thua. Rồi, lại nha, lần này mình sẽ cộng 5 thôi các bạn ơi. Đấy, ít thôi các bạn ạ, đấy, rồi nhân. Trừ 13 nào, đấy. Trừ 13 là hết luôn các bạn ơi. Hết luôn là thua luôn. Lại nha các bạn ơi. Rồi, lần này mình phải cố gắng cộng 10, đúng rồi. Đi sao này, đúng rồi. X2 luôn, đúng rồi. Trừ 13, đấy, đúng rồi. Trừ 2. Rồi, wow, còn được 4-6 anh em các bạn ơi. Wow, còn được tận 6 anh em, lần này khá hơn rồi. Đấy, chú dòng kia, wow, chú dòng kia. Cắt cái gì kia. Wow, các bạn ơi, mình thử xem quảng cáo để mà lấy cái hình này xem là được cái gì các bạn nha. Rồi, các bạn ơi, mình vừa xem quảng cáo xong và được một cái nhân vật này các bạn ơi. Wow, siêu anh hùng gì các bạn ạ. Rồi, không sao. Rồi, mình sẽ kết hợp hai hùng yugi này vào. Được một nhân vật làm nem vào năm các bạn ơi. Để cái người máy này lên đây. Rồi, kết hợp vào, đấy. Let go. Yeah, wow, lần này mình có thể giành chiến thắng không. Wow, các bạn ơi, cố lên anh em ơi. Yeah, có giành chiến thắng các bạn ạ. Victory. Ok, tiếp tục. Wow, lần này là đi thu thập anh em nhiều quá luôn. Đấy. Wow. Lỗ bùm các bạn ơi. Thế nào? Hết rồi anh em. Hết rồi. Rồi, lần này được 3 anh em giống nhau mặc áo tím luôn. Rồi. Wow, chú dòng kia này cung cấp tiền nhưng mà mình xem quảng cáo, mình sẽ không lấy nữa. Rồi, đấy, đến đây. Ok. Đấy, các bạn ơi, let go. Yeah, lần này bên kia có 3 búp bê sau Squid Game các bạn ạ. Wow, yeah, cố lên. Yeah. Liệu lần này mình có thể giành chiến thắng không? Wow, các bạn ơi. Wow, nhân vật của mình bắn bùm một phát đã tiêu diệt được một người luôn. Yeah, victory. Rồi, tiếp tục. Yeah, lần này anh em đứng đồng kê luôn các bạn ạ. Đấy, bay. Yeah, thôi, còn 14 anh em các bạn ạ. Wow, bay. Đấy rồi. Rồi, đi lên được cái cầu. Wow, lần này là mèo gì đấy. Đừng. Thôi các bạn ơi. Bị hết rồi, các bạn bị trừ hết rồi. Thế là không được về đến đích các bạn ạ. Bị thua dọc đường. Lại nào. Rồi. Bay. Rồi, các bạn ơi, được có 4 anh em thôi. Nào, đi khéo nào. Được rồi. Rồi, trừ 6 luôn. Ui, may quá các bạn ơi, vẫn còn 2 người để về thì may quá luôn, 2 người. Rồi, kết hợp vào. Wow, lần này bên kia kìa, có một nhìn kìa, siêu anh hùng kìa, ghê quá các bạn ơi. Rồi, mình sẽ củng cố thêm này. Đấy, rồi, ok, net go. Xem nào, wow, bên kia khỏe kinh khủng luôn các bạn ơi. Wow, cố lên. Wow, liệu cái người áo vàng của mình có thể chống được không? Không các bạn ơi, không thể chống. Wow, bên kia kìa, có cái hộp kìa, phun ra lửa luôn. Này thì phun ra lửa này, không sao các bạn ơi, mình vẫn giành chiến thắng. Yeah, các bạn ơi, vừa rồi mình đã đi thu thập các siêu anh hùng này và kết hợp được Mong Mê Long Nát và Hùng Ghi Húc Ghi, rồi chiến đấu với những siêu anh hùng to đùng ở bên đối thủ các bạn ạ. Và video của mình đến đây là tạm dừng, hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Bye bye.